linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Trân trọng kính chào quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa kính mến. Hôm nay ngày 19 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần là ngày khánh vía thành đạo của Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Quệ Nhẫn xin mời mọi người nghe phẩm phổ môn trong một kinh Pháp Hoa nói về công đức vô cùng to lớn của Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Quái thần Bồ Tát
chiếu quyền chúng sanh xưng niệm thoát miền nguy nan. Quạt chúng sanh trăm ngàn muôn ức cầu bạc vàng bảo vật trân châu, xa cờ mã não sang ngô lũ ly họ phát đạo đồ gian nguy, vào biển cả gặp khi gió bạc thuyền tấp bờ la sát nguy nan. Một người xin niệm Quan Âm, mọi người nương cậy quay thần cứu an. Hoặc có kẻ tâm lâm đau nạn, niệm Quan Âm gây đoạn gươm đau. Quay thần Bồ Tát nhiệm màu chúng sanh xưng niệm nạn nào cũng qua. Hoặc có quỷ dạ xô la sát khắp tam thiên toàn bắt chúng dân, nghe xưng danh Quan Thế Âm mắt không dám ngó muôn tầm hại ai. Hoặc kẻ tội hoặc người vô tội bị gông cầm ràng trôi tâm thần, xưng danh Bồ Tát Quan Âm gông cầm rời ra tâm thân nhẹ nhàng. Quạt thương khách trên đường hiểm trở, chắc gia nhân chuyên chở báo châu, đầy đàn quán tặc ác nhân. Một người trong bọn bình tâm xuống rằng, các nam tử xin đi đừng hô quản, phải một lòng niệm tưởng Quan Âm. Ngài bán vô quý diệu tâm, chúng ta xưng niệm nhất ca tâm thoát nạn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Các thương nhân đồng phát tiếng xưng, nhờ xưng danh hiệu ân cần, đoàn thương nhân được thoát phần nguy nan. Vô tận y Quan Âm Bồ Tát xưng quay thành to tát dường kia. Nếu người dâm mê dục nhiều bề, niệm dâm Bồ Tát dứt lìa dâm tâm. Nếu có kẻ nhiều sân lắm hằng, niệm Quan Âm hằng tận sân lìa. Nếu người si chướng nhiều bề, niệm dâm Bồ Tát dứt lìa si tâm. Vô tận ấy Quan Âm Bồ Tát sức hoài thần to tát dường kia, năng làm lợi ích nhiều bề chúng sanh tâm niệm chớ hề lãng sao. Nếu phụ nữ muốn cầu con cái, năng cung dường lễ bái Quan Âm. Cầu nam thì được sanh nam cầu.
làm đức chi cầu nở xanh gây quý đẹp xinh trước trồng khỏi phúc nhân làm ai ai nhìn thấy kính thầm ai thầm vô tận y quan âm bồ tát sức quay thần to tát dường kia cúng dường lễ bái chi chi chẳng bao mất phước nên trì niệm chấp vì ai tưởng muôn nghe ngàn bồ tát niệm nhiều tâm như các sông hằng 62 ức gia tăng sông sanh tứ sự cung dân trọn đời vô tận ý vậy ngươi suy nghĩ công đức người nhìn ấy nhiều chăng ngài vô tận ý thưa rằng thế tôn vượt ngay vô ngần xiết chi phật lại nói bằng khi có kẻ niệm quan âm cho chi một thời cung dường lễ bái đức ngài phước so người ấy kẻ này như nhau ngàn muôn ức kiếp sao chẳng dứt niệm quan âm phước y đức vô ngần ngài vô thần ấy thưa rằng thế tôn bồ tát quan âm sao là dạo khắp cõi ta bà thế giới vì chúng sanh dạng đôi pháp lầm sức màu phương tiện độ sanh đâu là duyên cơ cuối sinh giải bài Phật mới bảo hỡi này nam tử có chúng sanh quốc độ xa gần muốn cầu thắng Phật độ sanh quan âm liền hiện Phật thân hộ trì cõi muốn được bích chi quá độ hiện bích chi gì đó dạng kinh muốn thanh ý văn đến độ xanh hiện thanh văn đến pháp lành tuyên dương cõi muốn được phạm dương quá độ hiện phạm dương gì đó dạng chân muốn cầu đế thích độ sinh hiện thân nhi đế thích pháp làm dạng phân muốn tự tại thiên thân quá độ hiện thân này vì đó dạng kinh muôn đại tự tại thân hình hiện thân tự tại thiên đức độ trần muôn thiên đại tướng quân quá độ hiện tướng quân vì đó dạng kinh muôn tỳ xa đến độ sinh hiện tỳ xa đến pháp lành giảng phân muôn tiểu dương dùng thân quá độ hiện tiếng này vì đó dạng kinh
hiện thân đi trường giả thiết trần ly chân buôn cư rễ dòng thân quá đồ hiện thân đi này gì đó vàng phân cõi nào buôn bậc tế quan hiện tế quan đến luận bàn cao xa cõi muốn được bà la môn độ hiện thân này vì đó giảng kinh muốn cầu tư chúng độ sanh hiện thân tư chúng tiên minh đi luận bàn muốn phụ nữ của hàng trưởng giả bà la môn cư sĩ tế quan xưng thị hiện phụ nữ thân tùy cơ nói pháp độ dân muôn ngàn cõi muốn được đồng nam quá độ hiện đồng nam vì đó giảng kinh muốn cầu đồng nữ độ sinh hiện thân đi đồng nữ pháp lành giảng ra muốn tiên long giả so càng khác ca lầu la cùng ca tu la thần na hiện thân đó thì cần nói pháp phương tiện này độ khắp thế gian muốn cầu thần chấp kim can hiện thân thần chấp kim can độ trần vô tận ý quan âm bồ tát tụ phần công đức quay lên thần thông hiện các thân hành dạo cùng khắp cõi độ sanh tốt ngàn các ngươi phải cúng dường chăm chỉ chỗ uy nan vô thí ban ra cho nên trong cõi ta bà gọi vô quy thi đó là Quan Âm. Quý vị đang nghe bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần, là ngày khánh vía của Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhờ mọi người quan hỷ chia sẻ trên Facebook của mình để mọi người cùng nghe, mọi người cùng góp chung một công đức bằng cách chia sẻ livestream này cho bạn bè người thân của mình cùng nghe kinh để mình hưởng trọn phần công đức nhân ngày khánh vía Quan Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý thưa rằng bạch Phật, con cúng dường Bồ Tát Quan cõi sâu âm đi lạc bảo trần bao màu đang giá nghìn trăm lượng vàng dân Bồ Tát thưa rằng dân giả nhận của này pháp thi bảo trần bây giờ Bồ Tát Quan không ưng thọ lạnh bảo trân cung dường vô tận ý thưa cùng Bồ Tát xin từ bi thọ nạp bảo trân
giả so ca lầu la thần na la ma hầu la giới nhân già phi nhân mà thó lành bảo trân hâm ni la tức thời ngày bồ tát quan âm thương trong thiên long nhân dời các đoàn phi nhân nhân ngắm đi lạc hai phần phân tâm kiếm đi dân lên hai đức phật đàn bố phật dân phật thích ca khổ phật phụng pháp phật đa bảo dân vô tận ý quan âm bồ tát năng có sức thần to tát dường kia ta bà tử tại đi về ngài vô tận ý kể thi hội rằng đức thế tôn tương tốt con xin đi hỏi lại rằng nhân duyên gì bồ tát tên gọi Quan Thế Âm phật hoàn toàn tương quy kể đáp vô tận đi người nghe lực Quan Âm khắp nơi nơi hiện thầy hậu nhiều ngàn ức Phật nhiều khi có lượt biên Quan Thế Âm mi Bồ Tát nghe phát rộng tâm ni tình nguyện ta vì người lượt biên nghe thấy niệm Quan Âm ca khổ não tiêu diệt nếu một niệm thành tâm dầu ai có ác tâm sô té hầm lửa độc nhờ lực niệm Quan Âm hầm lửa thành ao nước quạch ai chìm biển cả mắt nạn quỷ rồng nhờ lực niệm Quan Âm sóng gió không gây hòa quạt có kẻ tâm từ tu di sô ngã nhờ lực niệm Quan Âm như mặt trời không hạ hoặc có kẻ đuổi văn từ kim can te xuống nhờ lực niệm Quan Âm bỏ mãi lòng chẳng tồn quán giật quán dây gần điệu cầm gương bốn hài nhờ lực niệm Quan Âm lòng lặng kia bồng khởi quật tội vua phạm nhầm sắp thọ hình tiết mạng nhờ lực niệm Quan Âm ma đau liền gãy từng đoạn quật đi mắt cầm giam cầm tay chân bị cọc trôi nhờ lực niệm Quan Âm tự nhiên đặng thoát khỏi quật bị đầu đóng ngầm ai mu hại mình khổ nhờ lực niệm Quan Âm mu hại hoàn về đó quật gặp
la sát gần, rồng độc cùng quỷ quay, nhờ lực điểm quan âm thái điều không dám hại, bị thu giữ quay quần nhân năm xè chuột non, nhờ lực điểm quan âm dội tìm đường chạy trốn, rắn độc và bò cạp hà hơi độc đúng khắp, nhờ lực niềm quán âm mà nghe tiếng liền ăn nắp, mây dân sắm xét nhanh bừa đá tuôn hòn loạn, nhờ lực niềm quán âm mê tức thời điều tiêu tan, chung sắm dương tai nạn thân khổ bất gian nan, quên ngâm diệu trí lực hà năng cứu khổ thế gian, thần thông lực phi thường, quên ngâm nhiều phương tiện các quốc độ mười phương, không cõi nào chẳng hiền, các loài trong đường dữ nhờ diệu lực quan âm, tam độ cùng tứ khổ khiến thoát khỏi lần lần, chân quan tâm tịnh quan trí huệ quan rộng lên, bi quan từ quan chung thường nguyện thường chiếm ngược, thể sang xuống không dơ mặt trời tuệ phá mờ, năng trừ tai gió lửa soi sang khắp trần gian, thể bi như sấm nổ lòng từ tở mây dần, rơi mưa pháp cam lộ diệt lửa phiền lao trần, kiện thưa đến cửa quan trong trần quân kinh hoàng, nhờ lực điệp quán âm kẻ quán điều lui tan, tiếng diệu tiếng quán thê tiếng phạm tiếng hải triều, tiếng thế gian khó tỷ nên phải niệm thường nhiều, niệm niệm chớ nghi nan, quan âm mi là tình thánh hay là chỗ dựa nương cho kẻ trong khổ cảnh, đổ tất cả công đức ngà mắt lành trong chúng sanh, rộng công lượng biến phước nên chúng lễ chi thành, có Bồ Tát hiểu dâm trì địa từ chỗ ngồi đứng dậy bắt đi rằng, chúng sanh nghe lực quan âm thần thông thể hiện phước tăng nghiệp mòn, khi Phật nói phổ bôn diệu phẩm chúng hội đông tám vạn bốn ngàn, nghe rồi điều tái phát tâm Bồ Đề vô thượng thầm thâm diệu quyền, nam mô Đại Từ Đại Bi
Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý Phật tử đang xem livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn, núi Vinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần, là ngày khánh vía của Đức Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Huệ Nhẫn nhờ quý Phật tử góp phần công đức bằng cách chia sẻ livestream này trên Facebook của mình để cho bạn bè người thân cùng được nghe kinh tạo lập công đức. Giờ đây Huệ Nhẫn kính mời toàn thể quý Phật tử, nếu có thời gian hãy niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cùng với Huệ Nhẫn để thành tựu công đức hôm nay. Chúc quý vị sở cầu sở nguyện luôn luôn được thành tựu nhờ Đức Mẹ Đại Từ Bi Cứu Khổ Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ che chở chúng ta được bình an, được vạn sự cát tường như ý nguyện. Nhờ quý vị chia sẻ livestream này dùm mình. Nam
Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan 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 Thế Âm Bồ Tát. Dạ quý nhân cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều quý Phật tử đã niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cùng với quý nhân. Hy vọng là lời nguyện này thấu đến mẹ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhân đây thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên xin được thông báo cùng với quý Phật tử là vào ngày 25, 26, 27 tháng 10 âm lịch, tức sau lễ cúng vía 18 tháng 10 một tuần sau, nhằm ngày 18, 19, 20 tháng 11 năm 2022, đạo tràng chùa Minh Viên kết hợp hội chữ thập đỏ thị xã Phú Mỹ tổ chức đi thăm và tặng quà cho bà con tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, bà con dân tộc. Đây là lần thứ 5 Huệ Nhẫn hướng dẫn quý Phật tử đến huyện Cư Rút của tỉnh Đắk Nông để thăm viếng và tặng quà cho bà con. Quà gồm có gạo mì và tiền mặt, bột ngọt, nước tương, dầu ăn. Tùy theo duyên của mình, Huệ Nhẫn trân trọng kính mời quý Phật tử tham gia cùng đoàn vào ngày 25, 26 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần để đến huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông để thăm bà con đồng bào dân tộc nơi đó rất là nghèo khó, rất là khó khăn. Hy vọng qua cái live stream này, Huệ Nhẫn chúng cầu nguyện Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho chúng ta thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn thành đạt trong cuộc sống này. Quý Phật tử có dư nhớ ủng hộ phụ với thầy để cho chuyến đi được thành tựu viên mãn. Đây là lần thứ 5, 5 lần là lần 4 lần Huệ Nhẫn đã đến với huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, nơi bà con đồng bào dân tộc huyện Cư Rút rất là đáng thương, rất là khó khăn, vừa nghèo khó vừa ảnh hưởng bão lũ. Cho nên rằng Huệ Nhẫn có tâm nguyện là vận động 500 phần quà đến để phát cho bà con tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Hy vọng rằng quý Phật tử dành thời gian để cùng quý thầy đi đến đó chia sẻ những phần quà đến bà con dân tộc huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Và nếu như chúng ta bận công việc nhà không đi được mà có điều kiện thì xin ủng hộ mỗi người một thùng mì, một chục ký gạo sẽ giúp cho đoàn từ thiện của chúng ta được thành tựu viên mãn. Xin Di Đà Phật.
Xin chào quý Phật tử đang xem livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Thiên, quận Nhẫn. Hôm nay là ngày khánh vía của Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta vừa tụng thời kinh Phổ Môn xong và chúng ta niệm danh Quan Thế Âm Bồ Tát, hy vọng lời cầu nguyện của quý vị cùng toàn thể quý Phật tử vừa niệm danh thấu đắm tay Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ bảo trì cho chúng ta, đổ kỳ cho chuyến đi từ thiện tại huyện Cư Đức Đắk Nông vào ngày 25/26/27 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần, nhằm ngày 18/19/20 thứ sáu thứ bảy chủ nhật tháng 11 năm 2022. Ai mở hàng dùm cho thầy để cho nó mau lẹ giúp thì thầy cảm ơn nhiều. Hy vọng được 500 phần quà đến với bà con của huyện Cư Đức, tỉnh Đắk Nông. Đây là Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Thầy cảm ơn Võ Văn Long ủng hộ 300.000. Thầy cảm ơn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam Thầy cảm ơn gia đình của Nguyễn Thọ ủng hộ 1.000.000 đồng. Thầy cảm ơn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Dạ chào cô Phượng. Livestream đang vận động về việc ta đi từ thiện Cư Rút Đắk Nông vào ngày 25/26/27 tháng 10 âm lịch âm Nhâm Dần. Cảm ơn Võ Văn Long 300.000. Cảm ơn Nguyễn Thọ 1.000.000 đồng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Cảm ơn Kim Thủy ủng hộ 300.000 ạ. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
dạo của tám kiến tường nè. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Mười hai nguyện của Đức Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ nhất: Nam mô Hiệu Diên Thông, danh tự tại Quan Âm Như Lai, quảng phát hoàn thể nguyện. Nam mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại, Quan Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. Nguyện thứ ba: Nam mô Trụ Ta Bà U Minh Giới, Quan Âm Như Lai tầm thân cứu khổ nguyện. Nguyện thứ tư: Nam mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái, Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Nguyện thứ năm: Nam mô Thanh Tịnh Bình Thị Hương Liễu, Quan Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện. Nguyện thứ sáu: Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả, Quan Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Nguyện thứ bảy: Nam mô Trú Dạ Tuần Vô Tổng Hoài, Quan Âm Như Lai thể diệt tam đồ nguyện. Nguyện thứ tám: Nam mô Vọng Nam Nham cầu lễ bái, Quan Âm Như Lai và tỏ giải thoát nguyện. Nguyện thứ chín: Nam mô Tạo Pháp Thiền Du Khổ Hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Nguyện thứ mười: Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, Quan Âm Như Lai tiếp nhận Tây Phương nguyện. Nguyện thứ 11: Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới, Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Kiến nguyện. Nguyện thứ 12: Nam mô Đoan Nghiêm Thanh Vô Tỷ Toại, Quan Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị nguyện. Đó là 12 nguyện lớn của Đức Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính chúc quý Phật tử có một ngày khánh lễ Đức Đại Từ Bi Quan Thế Âm Bồ Tát thật nhiều ý nghĩa, sức khỏe và an lạc. Chúc cho quý Phật tử được sở nguyện sở cầu luôn luôn được thành tựu. Và một lần nữa, thay mặt đạo tràng chùa Minh Nguyên và Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Phú Mỹ, chúng tôi kêu gọi sự phát tâm của quý Phật tử dành thời gian quý báu đến thăm và tặng quà cho bà con tại huyện Cư Rút, Đắk Nông vào ngày 25, 26 và 27 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần, tức là ngày 25 xuất phát đi, ngày 27 về, nhằm ngày 18, 19 và 20 tháng 11 năm 2022. Chúng ta đến thăm và tặng quà tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Quà gồm có gạo, mì, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, đường và tiền mặt, tùy theo sự phát tâm và khả năng của mình. Mong sự đóng góp của toàn thể quý vị giúp Huệ Nhẫn, đây là lần thứ 5 Huệ Nhẫn đến với bà con dân tộc của huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Qua livestream kêu gọi này, rất mong mọi người ủng hộ về số tài khoản 0959 599 599 599, ngân hàng quân đội MB, tên là Nguyễn Thái Sơn, tức Huệ Nhẫn. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Huệ Nhẫn trong những chuyến thiện nguyện. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe và luôn luôn an lạc trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Thank you.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.